Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Các bạn, bản tin buổi sáng ngày hôm nay xin được cập nhật những cái thông tin khá là nóng quý vị. Hiện tại thì mình cũng đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan, xin được cập nhật những thông tin mới nhất từ bên phía Lũ Kền Kền quý vị ha. Có thể nói là ngày hôm qua chúng ta đã xem những cái hình ảnh chia sẻ của bồ ba mới của bên Lũ Kền Kền. Mọi người biết đó là ai không? Đó là luật sư Khờ, đó là cái thằng Lê Tím và thằng thứ ba là thằng Thám Tử quý vị. Rất bất ngờ khi mà ở thời điểm hiện tại thằng Lê Tím đã về Việt Nam quý vị. Đây là những cái động thái cho rằng bên phía Team Hồng Loan cho rằng là có một cái sự chung tay khi ủng hộ bên phía mẹ con của cô Xích khi mà anh Lê Tím đã đáp chuyến bay từ bên hải ngoại về Việt Nam quý vị ha. Trước đó thì chúng ta cũng đã nghe những cái phát ngôn của anh ta. Ông ta nói rằng anh ta sẽ luôn yêu thương và bảo vệ đứa con gái hợp pháp duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Để rồi bây giờ anh ta quay 360 độ ủng hộ bên mẹ con của cô cháu gái. Và trong một cái phiên livestream khá là mới của anh luật sư Khờ, anh đã lên cái quan điểm và suy nghĩ của mình và tiếp tục bảo vệ cái bà cô Xích. Đó, ông ta nói rằng hiện tại là bên tòa đang thụ lý cái tờ đơn là tranh chấp tài sản nha, chứ không giải quyết cái vụ tranh giành nhà cho ở nhờ. Đó, ông nói là bên phía YouTuber dẫn dắt cái thông tin sai. Đó, rõ ràng là ông này ông đã quay xe và đang có những cái động thái bảo vệ cho bên phía mẹ con cô Xích trước cái ngày ra tòa quý vị. Đó thì trong một cái thông báo khá là mới của luật sư Tiết Ngọc thì chia sẻ là hiện tại những cái thông tin pháp lý về phiên tòa trong tháng 9 là sẽ chưa diễn ra như quý vị. Khi nào mà có cái thời gian mà bên tòa án xét xử chính thức thì các cơ quan báo chí sẽ lên thông tin chính thức nha. Tại vì cái vụ việc xét xử tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan báo chí ha. Đó, và ông ta cũng tiếp tục nói là hiện tại cái vụ mà tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh là đang rất là nhiêu khê, chưa có bên nào là khẳng định là phần thắng thuộc về bên nào cả. Ông ta vẫn liên tục có những cái luận điệu để mà tiếp tục ủng hộ và bảo vệ bên phía mẹ con của bà cô Xích. Và ông ta nói rằng hiện tại thì bên phía nguyên đơn, đó là bà cô Xích, cũng đang tiếp tục khởi kiện và nói rằng rõ ràng đây là cái vụ tranh chấp thừa kế chứ không phải là cái vụ đòi nhà cho ở nhờ. Ông ta nói là ai cho ở nhờ, ai ở đây là người cho ở nhờ. Đó, thật sự ông ta đánh mạnh vào cái ý đó quý vị. Và nhiều người cũng cho rằng đây là một cái động thái của bên phía mẹ con của con ve, nó muốn hợp sức những cái tay gọi như là bộ ba tam sơn quý vị. Khi mà những cái thằng Thám Tử rồi Lê Tím rồi cả có luật sư Khờ, rõ ràng những hai cái nhân vật, nói chung là cả ba nhân vật này đều là những kẻ phản diện, những kẻ hai mặt cả. Tụi nó lúc đầu khi mà tham gia drama này ủng hộ bảo vệ Hồng Loan, để rồi bây giờ tụi nó quay xe vì tụi nó đã coi như là không trục lợi được từ chị Hồng Loan nữa. Đó, thực sự những cái kẻ này nó bu bám vào drama này để nó kiếm view, kiếm like, kiếm tiền ha. Chứ thực sự Hồng Loan cũng chả là mời gọi ai tham gia drama cả quý vị. Đó, nên thời điểm hiện tại thì bên phía Hồng Loan phải thực sự đề phòng với những cái kẻ này. Đó, và cái lão Lê Tím cũng cho rằng anh ta cũng là một đàn em của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng rất thân thiết và đang nắm giữ những cái bí mật động trời nha. Nhưng mà cái chuyện đó thì tụi nó lên dẫn dắt cái đàn bò tụi nó, chứ còn Hồng Loan thì vẫn là đứa con của nghệ sĩ. Trước đây khi là đứa con, lúc mà chưa được nhiều biết đến thì Hồng Loan vẫn đi làm việc, vẫn chạy xe ôm, vẫn đi bán đồ dạo để mà kiếm tiền nuôi con, chứ đâu có phải như bên phía mẹ con ve nó lợi dụng vào cái danh tiếng của nghệ sĩ để nó kiếm tiền rồi nó sống bu bám, nó ăn chơi nát tán, nó làm mất đi 5 căn nhà 1.000 lượt vàng thì như thế nào quý vị. Để rồi bây giờ nó phá căn nhà tụ đường ở Gò Vấp xong, bây giờ nó tiếp tục nó đòi căn nhà số 5 ở Gò Vấp. Đó, căn nhà số 5 đòi thì điểm là một cái chuyện không ai chấp nhận được. Một cái tin khá là mới liên quan đến anh Hai Bàn Thờ quý vị, về cái câu chuyện anh ta hủy xô ở phút chót khi mà ngày 12, ngày 13 thì anh ta thông báo hủy xô, trong khi cái live show của anh ta diễn ra ngày 15 quý vị. Phải ta nói đây là một cái chiêu trò bỉ ổi của cái tên này. Sau khi mà nhận thấy là giờ vé là bán khá lễ ẩm và anh ta tung cái chiêu nói là đi từ thiện ủng hộ bão lũ cho bà con miền Bắc,
và anh ta tạm dừng cái live show này nha. Đây một thực sự là một cái thằng, một cái kẻ hai mặt, nói một đường làm một nẻo đó. Thực sự là nó làm cái chiêu trò là lên để đánh bóng tên tuổi đó. Nó nói là tổ chức live show tơ tầm tơ tiết gì đó 2,5 triệu một vé, để rồi bây giờ nó hủy show phút chót. Nó nói là chung tay để ủng hộ bà con vượt qua bão lũ miền Bắc. Không biết đây có phải là cái chiêu trò mà nó tiếp tục mà gọi như là vận động quyên góp đó quý vị. Những cái lũ này thực sự là chúng ta cần phải đề phòng cảnh giác. Một cái thông tin khá là vui của anh Bầu Sô Quy Lê, khi mà hôm qua các anh em YouTube cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn nóng với anh. Sau khi mà cái thông tin thằng Hai Bóng nó hủy show vì do ảnh hưởng bão lũ, nhưng mà khi mà phỏng vấn anh Bầu Sô Quy Lê về cái chương trình ca nhạc tại Trống Đồng trong tháng 9 này có sự tham gia của chị Hồng Loan, thì anh chia sẻ là cái chương trình vẫn diễn ra bình thường nha mọi người đó, và bà con cô bác thì cũng đã mua vé để chờ xem rồi con gái của ông Hoàng Hồ Quảng hát như thế nào. Ở đó mọi người thấy không, người ta yêu thương, người ta quý mến chị Hồng Loan, người ta muốn nghe chị Hồng Loan hát. Ở đây chúng ta không khen chê cái giọng giọng hát của Hồng Loan hay là dở, nhưng mà người ta yêu mến vì Hồng Loan là đứa con gái duy nhất của nghệ sĩ đó. Còn cái kẻ mà đó tự tổ chức tiền show để bán vé thì bị khán giả người ta tẩy chay đó. Cái live show nó vẫn diễn ra bình thường nha quý vị. Quý vị nhớ đón theo dõi và ủng hộ chị Hồng Loan, một cái live show rất là hoành tráng với rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng đó. Bây giờ thì trong cái bản tin buổi sáng hôm nay mình cũng đã chia sẻ những cái thông tin, rất nhiều thông tin vui về bão lũ tại miền Bắc, khi mà các cơ quan đoàn thể tại miền Nam cũng đã liên tục có những cái hành động thiết thực chung tay quyên góp ủng hộ bà con bão lũ tại miền Bắc nha. Thì trên trang của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đã có một cái bản sao kê khá là dài, hơn 12.000 trang, gồm tất cả cái danh sách của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân ủng hộ cho bà con đồng bào lũ lụt ở miền Bắc đó. Đây là một trong những cái hành động khá là đẹp, rất là tuyệt vời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những cái việc làm, những cái phần ủng hộ của bà con là chúng ta sao kê rõ ràng minh bạch, rõ ràng minh bạch như vậy người ta ủng hộ, chứ không phải như bên phía mẹ con của bà Xích của vậy đó. Quyên góp sao kê mà bây giờ hơn một năm nay vẫn giấu vấn đề sao kê đó. Thực sự là khi mà chia sẻ thông tin này lên thì không biết là mẹ con của họ có thấy bị nhột, có bị chột dạ hay không quý vị đó. Bây giờ thì thực sự khán giả người ta rất là thông minh luôn nha, ở nơi nào mà có chữ tín, có niềm tin thì người ta mới ủng hộ. Còn những kẻ trục lợi vì cái đồng lòng tham, vì cái đồng tiền bẩn bựa để mà ăn trên xác chết của người khác là một cái chuyện người ta không thể chấp nhận được. Và nói về câu chuyện thiện nguyện của một số nghệ sĩ quý vị, một số nghệ sĩ mà trước đây đã từng tham gia cứu trợ bão lũ tại miền Trung, thì bây giờ khán giả đã không ủng hộ qua những cái kênh này nữa, người ta sẽ ủng hộ trực tiếp qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó. Của ít lòng nhiều mà quý vị, người ta gọi là tinh thần tương thân tương ái. Có nhiều người ủng hộ 1.000, 2.000, từ những em sinh viên, học sinh. Có nhiều đơn vị cá nhân tổ chức từ 500 triệu đồng, 1 tỷ đồng. Đó là tùy vào cái khả năng của mỗi người thôi. Ở đây chúng ta không đánh đồng là cái câu chuyện là ủng hộ ít hay ủng hộ nhiều, nhưng mà chúng ta là tinh thần tương thân tương ái, yêu thương của đồng bào. Do cho dù là chúng ta ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, ở đâu cũng vậy, chúng ta cũng phải chung một lòng hướng về bà con miền Bắc quý vị. Đó thì trên các hội nhóm, trên các cái trang cộng đồng mạng cũng chia sẻ rất nhiều những hình ảnh xúc động của các đoàn thiện nguyện từ miền Tây, rồi khu vực Tây Nguyên, miền Trung đổ ra miền Bắc để mà cứu trợ cho bà con. Đây là những hành động rất là thiết thực. Và trước đó thì bên chính phủ Úc cũng như là chính phủ Mỹ cũng đã gửi những cái gói viện trợ khẩn cấp để cứu trợ cho bà con miền Bắc bị bão lũ nha. Và một cái thông tin nữa đó là sau khi mà cái ngôi làng Nũ tại Lào Cai bị cuốn trôi, thì quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam hứa là sẽ xây 37 căn nhà cho bà con ở khu tái định cư mới, và hứa là sẽ xây các cái công trình trường trạm để ủng hộ cho bà con. Đó là một cái việc làm thật sự rất là ý nghĩa. Thì mọi người cứ muốn ủng hộ cho quỹ chung tay giúp đỡ bà con phía Bắc thì có thể truy cập vào trang của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nha. Đó, mọi người có công thì góp công, có của góp của. Ngoài những cái phần tiền mặt, chúng ta có thể gửi những cái nhu yếu phẩm như là nước uống, bánh mì, mì gói hay là băng vệ sinh này kia, những cái đồ thiết yếu mà bà con đang thiếu vậy. Chúng ta là trong cái hoàn cảnh hoạn nạn thì mới có nhau.
rất là cảm phục cái tình cảm của bà con miền Trung, miền Nam ủng hộ cho đồng bào miền Bắc nha quý vị. Hiện tại thì nghe nói là lũ cũng đã bắt đầu xuống, tuy nhiên là có một số khu vực vẫn đang còn ngập khá là cao. Chúng ta cũng cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cầu mong cho tai qua nạn khỏi để bà con miền Bắc có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cái bản tin buổi sáng hôm nay của Dòng Đời TV đến đây sẽ tạm dừng nha. Có những cái tin tức gì mới thì mình sẽ cập nhật video ngay lập tức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xin chào, hẹn gặp lại nha.